ô tô điện của VinFast được xếp hạng cam kết an toàn cao. Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á, ASEAN NCAP đã trao giải hãng xe mới có cam kết cao về an toàn cho VinFast. Với cả 3 dòng xe đều đạt chứng nhận 4 và 5 sao, VinFast cũng là thương hiệu duy nhất tại khu vực được xướng tên ở danh hiệu này. ASEAN NCAP Grand Prix Awards là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần bởi chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á từ năm 2014, nhằm vinh danh các nhà sản xuất ô tô có thành tích xuất sắc về an toàn. Đây là sự kiện uy tín, thu hút tất cả các thương hiệu ô tô đang hoạt động trong khu vực với 16 giải được trao theo 2 hạng mục. Trong đó, Excellence Awards là hạng mục vinh danh các sản phẩm thương hiệu tổ chức cá nhân có đóng góp lớn cho việc cải thiện mức độ an toàn của các phương tiện giao thông tại khu vực Đông Nam Á gồm 12 giải. Best Safety Performance Award là hạng mục dành cho các mẫu xe có điểm an toàn cao nhất với 4 giải. Giải thưởng hãng xe mới có cam kết cao về an toàn, New Manufacturer Safety Commitment, thuộc hạng mục Excellence Award được ASEAN NCAP trao cho nhà sản xuất xe mới có danh mục sản phẩm đạt chứng nhận an toàn từ mức 4 sao trở lên. Với tất cả các dòng xe đang có đều đạt chứng nhận trên 4 sao, Lux A2.0 và Lux SA2.0 đạt chứng nhận an toàn 5 sao. Fadin đạt mức an toàn 4 sao, VinFast tự hào là thương hiệu duy nhất đến nay được ASEAN NCAP trao giải thưởng này. Chia sẻ về lý do VinFast đạt giải, đại diện của ASEAN NCAP cho biết dù là hãng xe mới nhưng VinFast đã đưa tiêu chí an toàn lên thành ưu tiên cao nhất và đầu tư nghiêm túc để trang bị những tính năng bảo vệ vượt trội cho tất cả các dòng xe của mình. Sự công nhận của tổ chức đánh giá xe uy tín nhất khu vực một lần nữa khẳng định mạnh mẽ chất lượng và độ an toàn của xe VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại Việt Nam, VinFast cũng là một trong số rất ít thương hiệu ô tô sở hữu danh mục sản phẩm với 100% đạt chứng nhận an toàn ở mức cao của ASEAN NCAP, khẳng định độ tin cậy và khả năng bảo vệ khách hàng vượt trội của hãng. Với tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu, VinFast đã đầu tư lớn, nghiêm túc và dài hạn cho nghiên cứu và phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những sản phẩm ô tô thông minh, an toàn và tiện ích nhằm góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng tại tất cả các thị trường mà VinFast tham gia. Ông Kevin Zadli, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của VinFast chia sẻ. Trước đó, VinFast đã chính thức công bố chiến lược trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu và giới thiệu 3 dòng ô tô SUV điện thông minh đầu tiên có khả năng tự hành cấp độ 2-3. Cả 3 dòng xe trên cũng sẽ được các tổ chức đánh giá xe hàng đầu thế giới như NHTSA, Bắc Mỹ, Euro NCAP, châu Âu, ASEAN NCAP, Đông Nam Á kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn ở mức cao nhất trước khi chính thức bán ra vào các năm 2021 và 2022. Thông tin về ASEAN NCAP. ASEAN NCAP là chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á, được thành lập ngày 7 tháng 12 năm 2011, trụ sở tại Selangor, Malaysia và là thành viên của hệ thống NCAP toàn cầu. Chứng chỉ ASEAN NCAP được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới và trở thành tiêu chuẩn bắt buộc tại một số quốc gia trong khu vực. ASEAN NCAP hoạt động hoàn toàn độc lập và công khai với 90% chi phí được tài trợ bởi NCAP toàn cầu. Các bài đánh giá của ASEAN NCAP tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống NCAP thế giới, đảm bảo tính khách quan và chuẩn xác tối đa.